Chào các bạn, như lúc nãy có hứa, tôi sẽ nói một chút về cái IFE, tức là Isthmus Flow Index. Từ trước nghe thầy Trọng giảng bài về cái đánh giá Doppler trong thai chậm tăng trưởng, thì có nói đến cái chỉ số này. Thì như vậy là cái eo động mạch chủ như chúng ta đã biết là đây, trên hình rất là rõ, vào là eo. Nó gần như hình này rõ hơn thì nó nằm ở ngay sau cái trên quai động mạch chủ chia ba cái động mạch này, thân cánh tay đầu, động mạch cảnh trong cảnh chung và động mạch dưới đòn trái. Thì đây là cái isthmus đòn eo. Và cái chỉ số này như thế nào thì sau đây tôi sẽ nói rõ thêm. Thì đây họ nói về cái vấn đề về chỉ số cái eo ở đây nằm sau ba cái nhánh đây. Còn đây cái quai động mạch, và đây là ống động mạch. Như vậy nó nằm ở đây, cho nên khi lấy phổ có thể chúng ta nếu không cẩn thận có thể lấy một phần của cái ống ống động mạch ở đây. Còn đây là họ đo. Và khi ở đây thì cái bình thường, và đây ở có cái dòng đảo ngược. Và cái chỉ số này là gì? Cái chỉ số này là cái tỷ lệ giữa cái dòng ở cái tâm thu và chia cho cái dòng ở tâm trương. Nếu mà cái này đảo ngược, tức là cái sóng tâm trương nó chiếm ưu thế, thì chứng tỏ nó có bị cái rối loạn phân phối máu trong những trường hợp thai chậm tăng trưởng. Thai chậm tăng trưởng thì ưu tiên máu nó phân bổ lại, thì cái những tĩnh mạch não nó sẽ ra máu chủ yếu lên trên não để nuôi cái phần trung ương. Nhưng mà thấy cán bộ trung ương lúc nào cũng ăn nhiều, không biết làm cái gì, chắc là suy nghĩ linh tinh. Còn ở dưới chân tay, ở dưới này thì ít được, cho nên khi nào mà thiếu cái là ở trên này thì giãn ra cung cấp cho trung ương, còn ở dưới này thì giảm lại. Cho nên khi mà nó phân bổ lại thì nó sẽ thắt chặt ở dưới này, và ở đây nó sẽ có dòng đảo ngược, máu cũng phải đi xuống như này nếu mà nó đảo ngược lên đây. Đó là tại sao cái dòng tâm trương nó lại tăng lên. Như là dòng tâm trương tăng lên chứng tỏ là cái phân bổ lại não ở trong cái trường hợp thiếu máu não của thai nhi là như vậy. Như vậy làm thế nào để ở đây nói thêm một số cái phần liên quan nữa, tức là cái phân tích cái phổ như thế nào. Ở đây thì có cái hình như thế này, họ đo ở cái eo động mạch chủ đây, thì họ phân ra ở đây có tài liệu tôi đọc 4 độ, có lại tôi đọc 5 độ. Ở đây cái cột La Mã này là 1, 2, 3, 4, 5. Tức là chúng ta nhìn phổ chúng ta cũng biết. Ví dụ như này, đây là tâm thu chấm chiếm ưu thế. Tức là phổ hầu như nằm ở trên đường số 0 này. Còn ở đây tương ứng với bằng 1 thì có một ít phân bổ xuống dưới. Và tức là ở đây là ngang giữa 1 với 0 thì cái đảo ngược có một phần cái sóng tâm trương ở dưới này, thì nó sẽ chia cho như thế này thì nó sẽ nhỏ hơn 1 và lớn hơn 0. Còn ở đây là bằng 0, tức là trên dưới bằng nhau. Phổ tâm thu, cái diện tích phổ tâm thu đây bằng diện tích phổ tâm trương. Còn cái này nhỏ hơn 0 khi là cái dòng đảo ngược quá nhiều. Nó cái phần tâm thu này rất là ít, chủ yếu là tâm trương. Như vậy là ở đây nó phân lại là 5 mức độ. Chúng ta có thể đọc chi tiết ở dưới đây, tức là lớn hơn 1 bằng 1, nhỏ hơn lớn hơn 0, nhỏ hơn 0, dưới 0 và âm, từ 1 đến 0 và âm. Đó, như vậy là phân lại làm 5 độ. Và chúng ta khi đặt phổ vào thì chúng ta có thể nhìn, chúng ta cũng cần phải chia, chúng ta cũng có thể thấy được cái phổ nào ngược, kể cả trên Doppler màu thì chúng ta nhìn quen, còn ở trên phổ thì chúng ta nhìn rõ hơn, ví dụ như vậy. Thì như vậy thì đo như thế nào? Ở đây tôi có cái hình tôi bỏ trên Facebook đó, thì đây là hình Doppler. Thì họ đặt
cái lấy đây theo mặt cắt dọc thì chúng ta đặt cái cửa sổ Doppler vào đây ở ngay sau ba cái mạch máu này thì chúng ta lấy được cái phổ đây. Và ở đây là không có đen trắng, họ đặt rất là rõ cửa sổ đây ngay dưới ba cái động mạch này. Còn ở đây là trên mặt cắt ngang thì chúng ta cũng lấy ở cái vị trí này. Đây. Như vậy là tương đối dễ chứ không có khó gì lắm. Và cái phổ này thì tôi cũng đã trong quá trình làm siêu âm tôi cũng đã đặt vào trong format. Ở đây hồi xưa theo một cái nghiên cứu thì họ lấy 4 mức độ thì tôi nhìn 4 mức độ nhưng mà thực tế thì cái cũng chưa gặp những cái trường hợp bị đảo ngược bao giờ. Tại vì những trường hợp đó là trường hợp nặng thì tôi sẽ nói thêm ở trong cái phần đánh giá. Và ở đây họ có một cái số liệu để tham khảo, tức là cái chỉ số này ở PSV và theo cái biểu đồ như này. Ở đây là PI thì khi đánh vào máy thì nó bấm ra thôi. Cho nên là bỏ ra chúng ta có thể biết được cái bất thường hay không một cách khoa học. Thì còn cái một bài nữa, một phần nữa là rõ ràng ở trong cái bác Waterson có nói rồi, thầy Trọng trước cũng nói khi nào nói cái thai chậm tăng trưởng họ cũng nói cái hình này. Thì như vậy là biến đổi về cái động mạch rốn này, rồi liên quan đến chỉ số CPA rồi đến cái này liên quan đến động mạch rốn và não là sớm. Thì còn cái liên quan đến cái ống cái eo động mạch chủ thì nằm ở cái đoạn này, ở đoạn giữa cái nặng và cái nhẹ. Thì cái này thì nó ở trước cái biến đổi của ống tĩnh mạch, cho nên đến đoạn này thường nặng rồi, cho nên dù tôi có làm thì cũng rất ít khi gặp. Thường những trường hợp này rất là nặng, nằm ở bệnh viện rồi, cho nên các bác làm bệnh viện có thể xem xét. Vì cái này thường nó cái chỉ số IFE biến đổi ở trước cái ống tĩnh mạch, và như vậy trước đó khoảng một tuần, cho nên chúng ta có thể dự đoán để can thiệp sớm hơn, chứ đợi đến khi mà ống tĩnh mạch mà xong rồi thì bệnh nhân mai đi rồi. Như vậy sớm vậy, ở đây nó đều nằm ở giai đoạn này hết. Nhưng mà tốt nhất là vẫn là chúng ta phải theo dõi cả một tiến trình rất là nhiều. Tuy nhiên cái chỉ số IFE này ít người nói đến, cho nên tôi cũng nói qua một chút ở đây. Một cái nữa là thai chậm tăng trưởng chúng ta vẫn để sót rất nhiều. Một cái theo tôi đó là chúng ta trong cái đánh giá cân nặng thai nhi để phân biệt thai nhỏ và lớn, chúng ta đánh giá ở tuyến cơ sở chưa đạt yêu cầu. Chúng thai nhỏ với thai lớn với ngày dự sinh, tất cả cái đó tôi cũng bữa trước có nói sơ qua, chúng ta hay bị nhầm và chúng ta hay điều chỉnh theo cái cân nặng, và như vậy đứa trẻ tự nhiên lớn lên một cách bất ngờ sai so với ngày dự sinh, và ngày dự sinh thì cũng chuẩn nữa, dẫn đến theo dõi cân nặng theo cái biểu đồ nó trật. Và một cái nữa thứ hai theo tôi làm ở tuyến cơ sở thấy, tức là để theo dõi cái động mạch rốn và cái chỉ số CPA là động mạch não giữa cũng rất ít phòng khám làm, và khi bất thường như thế nào nhiều trường hợp vẫn chưa dự đoán được. Cho nên là hôm nay tôi nói qua về cái IFE như vậy, chúng ta chỉ nhìn qua, nhưng mà thường ở dành cho, như tôi nói là dành cho các bác bệnh viện, thì chúng ta mà để đến đây thì bệnh nhân lăn ra thai mà mất thì rất là phiền. Và như vậy là không còn thời gian để can thiệp hay xử trí dù chậm tăng trưởng sớm hay chậm tăng trưởng muộn. Đây. Như vậy là cảm ơn các bạn đã theo dõi.